Tin vui đến với bạn liên tục trong tháng 10. Khi bạn tin tưởng thực hành điều sau đây, ngay lúc này, hãy đặt mục tiêu cho bản thân mình. Trước khi ngủ, bạn hãy thiết lập một ý định rất rõ ràng. Từ sáng ngày hôm sau, những gì bạn nói, những gì bạn hành động, tất cả mọi việc bạn làm đều mang lại những niềm vui bất ngờ và sự thoải mái tích cực cho những người xung quanh bạn. Cho dù đó là một hành động rất nhỏ, nhưng bạn làm nó bằng cả tấm chân tình của mình, bằng lòng thành của bạn, bằng sự tử tế của bạn. Nó có thể làm rạng ngời một ngày của ai đó. Ví dụ như là, bạn có thể nấu ăn cho gia đình của mình. Bạn có thể tặng một món quà bất ngờ cho gia đình của bạn, những người thân của bạn. Hoặc là bạn có thể giúp đỡ một người xa lạ. Tất cả những gì bạn có thể làm đó chính là mở rộng tình yêu của mình. Khi bạn tinh tấn làm điều này, bạn đang tập trung vào năng lượng của sự dồi dào. Và hãy nhớ thêm một điều này nữa, đó chính là khi bạn mở rộng tình yêu của mình với một đối tượng nào đó, đồng thời bạn hãy thể hiện lòng biết ơn của mình với đối tượng đó. Biết ơn bởi vì đối tượng đó đã cho bạn cơ hội trao dồi lòng từ bi của mình. Khi bạn cùng thực hành lòng từ bi và lòng biết ơn cùng một lúc, bạn dễ dàng khuếch đại tần số rung động cao của bạn. Bạn sẽ cảm nhận rất rõ ràng cơ thể bạn rất nhẹ nhàng, rất an lạc. Và trong khoảnh khắc đó, vũ trụ cũng đang đổ vô số phước lành vào trong cuộc sống của bạn, vào chính cơ thể của bạn. Chính nguồn năng lượng dồi dào này, bạn sẽ thu hút rất nhiều những quý nhân, những cơ hội lớn, những điều tích cực liên tục xảy ra để trợ lực cho bạn hoàn thành tất cả những mục tiêu trong cuộc sống của mình.